Ngày hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh 2024 đã quay trở lại. Siêu hội Điêu To cùng Vietravel, chùm tour hot giảm đến 20 triệu đồng. Sử dụng xét du lịch nhân đôi mức ưu đãi tài chính lên đến 3 triệu đồng và hàng ngàn quà tặng xinh xắn. Đến ngay gian hàng của Vietravel tại ngày hội du lịch 2024 diễn ra từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 4 năm 2024 tại công viên 23 tháng 9 quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh để nhận được nhiều ưu đãi.